Địa điểm thứ nhất, đây là nhà văn hóa sân thể thao khuôn cốc Tạ Dĩnh Trì, được xây dựng năm 2015, có tổng diện tích hơn 4.000 m². Tại đây có hệ thống điện nước, nhà vệ sinh. Người dân có nhu cầu tổ chức đám cưới tại đây liên hệ với anh Hà Văn Thắng, trưởng thôn cốc, số điện thoại 0987 176 673. Địa điểm thứ hai, đây là nhà văn hóa thôn Đông Nghè, xã Dĩnh Trì, được xây dựng năm 2020, có diện tích 250 m², sân nhà văn hóa rộng 700 m². Tại đây có hệ thống điện, nước, nhà vệ sinh, bàn ghế. Nhân dân có nhu cầu tổ chức đám cưới tại đây liên hệ với anh Hoàng Văn Hoan, trưởng thôn Đông Nghè, điện thoại 0974 312 855. Địa điểm thứ ba, đây là nhà văn hóa thôn Nguận, xã Dĩnh Trì, được xây dựng năm 2019, có diện tích 200 m², sân nhà văn hóa rộng 80 m². Tại đây có hệ thống điện, nước, nhà vệ sinh. Người dân có nhu cầu tổ chức đám cưới tại đây liên hệ với ông Lê Văn Lạng, trưởng thôn Nguận, điện thoại 0384 494 619. Địa điểm thứ tư, đây là nhà văn hóa phố Cốc, được xây dựng năm 2018, có diện tích 260 m², sân nhà văn hóa rộng 400 m². Tại đây có đầy đủ hệ thống điện, nước, nhà vệ sinh. Nhân dân có nhu cầu tổ chức đám cưới tại đây liên hệ với ông Hoàng Văn Đoàn, tổ trưởng phố Cốc, điện thoại 0982 764 306. Địa điểm thứ năm, đây là nhà văn hóa thôn Núi, xã Dĩnh Trì, được xây dựng năm 2014, khang trang sạch đẹp, có diện tích 220 m². Trước đó là sân thể thao rộng 4.250 m². Tại đây có hệ thống điện, nước, nhà vệ sinh, bàn ghế, tăng âm, loa đài. Nhân dân có nhu cầu tổ chức đám cưới tại đây liên hệ với ông Nguyễn Văn Thăng, trưởng thôn Núi, điện thoại 0374 417 099. Địa điểm thứ 6, đây là nhà văn hóa thôn Núm, xã Dĩnh Trì, được xây dựng năm 2014, có diện tích 200 m², sân thể thao rộng 1.500 m². Tại đây có hệ thống điện, nước, nhà vệ sinh. Nhân dân có nhu cầu tổ chức đám cưới tại đây liên hệ với ông Nguyễn Văn Bình, trưởng thôn Núm, điện thoại 0982 012 766. Địa điểm thứ 7, đây là nhà văn hóa thôn Thành Trung, xã Dĩnh Trì, được xây dựng năm 2006, cải tạo nâng cấp lại năm 2015. Trước đó là sân thể thao rộng rãi, sạch đẹp. Tổng diện tích nhà văn hóa, sân thể thao, sân khấu của thôn Thành Trung rộng 3.000 m². Tại đây có đầy đủ hệ thống điện, nước, nhà vệ sinh, bàn ghế, tăng âm, loa đài. Nhân dân có nhu cầu tổ chức đám cưới tại đây liên hệ với ông Giáp Văn Hà, trưởng thôn Thành Trung, điện thoại 0395 248 014. Địa điểm thứ 8, đây là nhà văn hóa thôn Cầu, xã Dĩnh Trì, được xây dựng năm 2013, có diện tích 280 m². Nhà văn hóa có sân rộng 400 m². Tại đây có hệ thống điện, nước, nhà vệ sinh, bàn ghế. Người dân có nhu cầu tổ chức đám cưới tại đây liên hệ với ông Nguyễn Văn Lợi, trưởng thôn Cầu, điện thoại 0986 064 361. Trên đây là 8 địa điểm đủ điều kiện để tổ chức đám cưới trên địa bàn xã Dĩnh Trì. Những địa điểm này không chỉ dành riêng cho người dân xã Dĩnh Trì mà còn dành cho nhân dân các phường xã khác trong thành phố khi có nhu cầu tổ chức đám cưới.